Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Vâng, chung kết thể loại solo AC, màn hình máy game thủ Giang Long. Vâng, mở mắt ra thấy bãi quả 7 và dường như đây là một cánh rừng già cho game thủ Giang Long. Và đúng là như vậy. Ở trên kia có một cây gỗ như thế kia thì vâng, cánh rừng thông nữa thì thôi. Vâng, dường như bản đế chế Trung Quốc nó có một cái gì đấy không đúng thì phải. Các game thủ Trung Quốc đánh cực kỳ đỏ ở trong vâng, ở trong cái bản này. Vâng, không có một tên vẩy BG như trong trận thi đấu với Tiểu Mã. Anh vẩy một phát quả BG ra gần cái giếng và nông dân phải di chuyển khoảng vâng, nói nửa cây số thì nó hơi ít, mà nói khoảng hai cây số thì nó hơi nhiều. Vâng, nó cũng tầm đoạn đoạn đấy. Vâng, bước đi dò đầu tiên của game thủ Giang Long. Bãi quả phụ dành cho Giang Long. Vâng, thêm cái gì nữa không? Cái khoảng đen kia mà lại hai voi nữa thì thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với những bài đánh vâng, bài chống lại bằng một bài siêu đẹp đến từ game thủ Giang Long của chim sẻ nắng. Đây rồi. Vâng, ở Việt Nam có chim sẻ biết lùa hiêu về rừng thì vâng, bên Trung Quốc có Giang Long. Vâng, ông này ông ấy xem clip của chim sẻ nhiều. Và ông ấy vâng, lùa một con yêu ở quá xa về nhà về nhà chính nhà của mình. Không, thế như vậy là với chiếc S này rồi. Đánh giá hơi cao Long rồi. Vâng, nhìn mấy ông đánh không mấy là kinh khủng. Nhưng không hiểu sao mà chim sẻ lại oảng trong tên thi đấu vừa rồi. Đúng là kinh thật. Một bãi quả phụ 5 dành cho game thủ Giang Long. Bài quá kín khép góc trên hướng từ 12 giờ. Vâng, cái khoảng đen kia Giang Long vẫn không thèm dò. Vâng, nó mà lại mọc ra hai voi nữa thì thôi. Chắc là tôi cũng bên hạ anh rồi. Vâng, chiếc bé thứ hai dành cho Giang Long. Và đây là một bầy yêu năm tiếp theo. Vâng, dường như chim sẻ vừa có thêm một cái gì ăn. Vâng, bên màn hình máy của chim thì vâng, liên tiếp được vỗ tay. Nhưng kệ thôi, chết dần các anh cũng vỗ tay mà. Vâng, kích đời 24 dân và 7-30. Một tên bất ngờ chưa đến từ Giang Long dành cho sẻ. Vâng, chiếc bé thứ 3. Vâng, theo thông tin nhận về thì nhà sẻ ở góc 6 giờ. Cũng không xa là mấy. 24 dân và Long vâng, quyết định ép với một bài 24+1. 27 dân đến từ chim sẻ nắng. Vâng, đánh A cao trong cái map này. Không, dâng A rồi. Dâng dân lên là cực kỳ cao cho Xanh Long. Đây rồi. Vâng, thôi thì làm, cứ làm vài tên không thở được là ông ấy quẳng. Không cần phải. 24+1 và vâng, đầu 10 kích. Vâng, chặt gỗ ở thời điểm này.
đang vác dân đi để có thể dò nhà của game thủ chim sẻ nắng. Đây rồi, nhà của game thủ chim sẻ nắng. Vâng, chiếc BG là cực kỳ lộ. Và ngay sau đây sẽ ăn, vâng, lên đời xong và lên ăn khoảng 4 cái A vào mồm. Vâng, dâng A đúng, vâng, đúng, quá đúng chỗ luôn. Vâng, những cái ruộng cực kỳ ấm đến từ sáng lòng. Vâng, chắc tờ này chỉ 4A thôi. 4A là quá đủ, vâng, quá đủ cho một đám đông rồi. Tham lại, vâng, chim chưa lên đời, 29 dân, một ông cộng dân với tôi này. Không, thế như vậy là chỉ với 28 thôi. Vâng, hãy cùng chờ đợi tên cung R đầu tiên của Seng Long. Đánh trên Gazela thì vâng, có rất nhiều tên mà Seng Long lao một phát vào những chỗ, vâng, những địa điểm là màn chính của game thủ chim sẻ nắng. Đánh như hack map vậy. Vâng, bò bế nhà của mình. Dâng A và đóng ruộng tại nhà. Phong cách rất chung. Vâng, là Trung Quốc. Vâng, sẻ đâu. Vâng, từ này cần, vâng, nói nhỏ đi một chút. Không. Như vậy nhà sẻ đã kín. Đây rồi. Không, không được. Vâng, hơi đen, lên đời sớm nhưng không được. Vâng, hãy cùng chờ đợi những tên công nhà đến từ Xanh Long. Vâng, 8 con với 5 con. Vâng, chim sẻ đang rền dữ để có thể, vâng, nở những tên cung mới. 3 tên cung R đến từ Xanh Long. Và tên cung thứ, vâng, thứ 2 của sẻ chuẩn bị ra. Tỷ số là 1-0 cho Xanh Long ở tổ loại solo AC. Vâng, chung kết. Vâng, 39 đến từ Xanh Long. Vâng, cùng nín thở để xem pha công nhà này. Vâng, cũng giống như cái thể loại solo gian đầm vậy. Hai pha công nhà quyết định của chim sẻ trước vô thường với một bài cầm Phoenician cũng như Roman. Vâng, con dốc quá cao đến từ nhà, đến từ chim sẻ nắng. Vâng, có ôm được tên này hay không? Quá khó dành cho Xanh Long ở trong tên thi đấu này. Vâng, năm nhà A của chim vẫn đang sóc tương đối đều. Bị móc cung R, vâng, bị hơi tắc một chút. Đây là cái đồi nhà của game thủ chim sẻ nắng. Đang điều R quá hay đến từ game thủ Xanh Long. Đẩy lên là siêu đều. Vâng, cung R vẫn ra là quá đều. Vâng, tưởng rằng chỉ có mỗi mình ông chim là ông ấy sóc đều, nhưng Xanh Long cũng đang sóc đều hơn. Lao vào khu vực này hay không? Không. Bị về E và anh quyết định lao ra. Nhưng có kịp nữa hay không? Ốp rồi. Ốp A vào nhà game thủ chim sẻ nắng. Và chim sẻ dường như đang không thể thở được với những bài, vâng, dâng A và ốp quân ngay thời điểm ban đầu của Xanh Long. Không thể vào được nhà của chim thời điểm này. Nhưng đứng đây bắn A thôi. Vâng, tạo lên một độ khó chịu nhất định. Vâng, sóc đều khoảng, vâng, khoảng tầm 7-8 tên rồi. Chơi rồi và chim sẻ nắng nhiều khả năng sẽ hoảng sau pha đấu cung này. Vâng, tên cung nữa của Xanh Long cũng đã đẩy lên và chuẩn bị một tên cung nữa. Quá hay cho cả hai ông. Vâng, một tên cung nữa lở ra và chim sẻ nắng, vâng, ở đây thì đã đông hơn hẳn rồi. Không, nhưng Xanh Long đã quay trở lại. Xúc được trong tên thi đấu này hay không? Vâng, đang cố gắng, vâng, đưa về cái thế 4A đối đầu với 4A. Vâng, Xanh Long đang cực kỳ khôn. Vâng, bắn nổ cái nhà, vâng, bắn nổ cái nhà kia đi. Vâng, thế như vậy là chim sẻ vẫn đang đỡ nhà cực kỳ dẻo trong tình huống này. Vẫn chưa thể nào mà công được vào nhà của chim. Không.
Vâng, dụ địch lên cái đồi này và ở dưới, vâng, phang lên. Vâng, theo thông tin báo về thì Tham chim sẻ khoảng vâng 448 hoặc 49 gì đấy. Vâng, Xanh Long chỉ với Tham 37 nhưng không hiểu sao vâng chim sẻ từ đầu trận đấu bây giờ vẫn đang không thể thở được. Không thể thở được với Xanh Long. Vâng cái thế nằm trên của Xanh Long đang được tận dụng một cách tối đa. Nhưng sẻ ông đang quá dài. Vâng, quá dài và dẻo dài. Vâng, quá kinh cho cả hai ông. Vâng, cứ thế này thì thôi, chắc là cũng đến hạ hai ông mất thôi. Vâng, Tham lúc này thì không thể cân được. Khi mà chim sẻ, vâng, chưa mất dân nào thời điểm ban đầu. Và Xanh Long suốt từ đầu trận đấu đến giờ không thể tăng được A, cũng như vâng nâng chặt của ai. Sẻ có chặt của ai chưa? Vâng, sẻ cũng chưa có chặt của ai thời điểm này. 5A với 4A nó dần dần nó tạo thành một cái lợi thế riêng cho chim sẻ nắng. Vâng, bây giờ thì lượng cung đờ của chim đang đông hơn. Nhưng Xanh Long đang gọi hội. Có chơi được trong tơn thi đấu này hay không? Vâng, cứ điều rờ thế này thôi. Vâng, cứ củ hành đối phương. Vâng, tỷ số lại cân bằng một đều cho chim sẻ nắng. Vâng, thủ nhà quá hay đến từ chim sẻ nắng. Vâng, công quá gắt nhưng không thể nào mà vào được. Khi thế nhà của chim sẻ nắng là cực kỳ đẹp. Vâng, thương hiệu của chim sẻ nắng, và chúng ta cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu bản lề trong kèo thi đấu. Vâng, chung kết thể loại solo AC giữa Xanh Long và chim sẻ nắng.